Let's go! Lucy cũng muốn trở thành cô dâu giống mẹ cơ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đó con. Mẹ xinh đẹp quá thì thôi bố ơi. Chúng mình cùng ôn lại kỷ niệm nào. Để được mặc váy cô dâu xinh đẹp giống như mẹ thì mình chỉ cần tìm chú rể là xong. Chà, vậy ai sẽ là chú rể của Lucy đây? Anh Vicky, mình chơi trò câu dâu chú rể đi anh. Không, anh chỉ thích chơi robot thôi em. Bando, anh làm chú rể của em nha. Được thôi, nhưng chờ anh ăn táo xong đã nha. Ôi trời, thế này thì bao giờ mới chơi được cơ chứ? Lucy không đợi được nữa đâu. Không biết Lucy nghĩ sao về Buffo nhỉ? Buffo, mình cùng khiêu vũ đi anh. Lucy, váy cô dâu của con đây. Lucy, nhảy với anh một điệu nhé. Cô dâu ơi. Chú rể giàu và nghèo đại chiến. Chọn anh đi, anh sẽ cho em một chuyến toàn trang mật tuyệt đấy. Wow, một chiếc du thuyền bằng vàng của chú rể Buffo. Thật ghen tị với cô dâu Lucy quá cơ. Cô dâu Lucy không cần lo nghĩ về trang phục nữa nha. Cùng xem chú rể Pando có gì nào. Còn anh thì có thể cho em một đám cưới siêu nhiều đồ ăn ngon. Mang đi luôn. Vậy anh có phụ anh có gì cho em thế? Anh chẳng có gì cả, nhưng anh thật sự thích em. Liệu chỉ cần tình cảm của chú rể húc phú có đổi lấy được sự lựa chọn của cô dâu Lucy không đây? Dán ở đâu ra mà nhiều thế này? Mau đưa trực thăng tới đây, nhanh! Anh ơi, mau đuổi nó đi đi anh! Những
chú rể giàu kia có thể cho Lucy rất nhiều thứ giá trị, nhưng liệu họ có thể bảo vệ được Lucy không? Tiền không thể mua được sự dũng cảm. Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài nha. Cô dâu ác quỷ và cô dâu thiên thần. Sắp có cuộc thi thời trang, chúng ta cùng tham gia đi à? Được. Cha, các định dự thi với bộ trang phục như thế này sao? Bộ đồ quả táo của Pando trông thật là dễ thương. Ta sẽ mặc đồ chú rể. Vậy thì em sẽ mặc váy cô dâu ạ. Ta sẽ có màn trình diễn chú rể và cô dâu. Và cuộc thi trình diễn thời trang cuối cùng cũng đã đến. Nancy, ai cho cậu mặc đồ giống tớ? Cậu bắt chước tớ trước. Đừng cãi nhau hai em. Giờ ta phải tìm cách thay đổi hai cặp đôi này. Wow, chúng ta cùng xem. Các bạn nhỏ sẽ thay đổi cặp đồ của Lucy và Goofu, Vicky và Nancy như thế nào đây? Ôi, sô-cô-la ở đâu ra mà nhiều thế này? Gia đình sô-cô-la. Các con, sao vậy? Mau biến bố mẹ trở lại bình thường đi. Ngày to rồi đây. Con nghĩ là bố mẹ sẽ phải tổ chức lễ kỷ niệm trong bộ dạng này mất rồi à? Bây giờ thì cùng chào đón cô dâu chú rể của chúng ta nào, mọi người ơi! Chính là cô dâu chú rể sô cô la. Đúng là lễ kỷ niệm có 102 luôn đấy, các bạn nhỏ nhí. Oh.
giới gì sắp xảy ra đây? Hãy cùng đón xem tiếp đoạn phim nha. Thời tiết nóng được như vậy, bố mẹ sô cô la sẽ không ổn chút nào. Làm sao bây giờ đây? Ôi không! Bố mẹ đang bị chảy ra kìa. Cứu bố mẹ cháu với. May quá, vị cứu tinh alien đã đến kịp. Con xin lỗi vì phá hỏng buổi lễ kỷ niệm của bố mẹ ạ. Được rồi, buổi lễ này có lẽ là một buổi lễ đặc biệt nhất đấy. Ơ kìa, sao quốc phu lại bị cấm vậy? Đám cưới không chú rể. Chào con. Nhớ đừng quên buổi tập cho vở kịch đây quốc phu. Và nhớ mang nhẫn nha. Cha, Cát và các bạn đang miệt mài tạo dựng bối cảnh cho vở kịch. Quốc phu làm gì mà lâu thế Cát? Ôi, chú rể quốc phu cần về mau thôi. Liệu quốc phu có về kịp không đấy? Khách khứa đang rục rịch đến rồi. Quốc phu! Chú rể đến thế này. Trời, hóa ra là Buffo. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không đến. Thế à, đã thế thì chúng ta không cần chú rể nữa. Cát đang bàn chuyện gì đó với Molly. Ôi không. Tiếng cười xuất hiện ở dưới lòng đất sao? Nhưng quốc phủ cũng đã bị cấm. Ý tưởng của các đây ư? Một đám cưới dưới lòng đất. Bọn tớ không cần chú rể nữa đâu. Cậu đã đến quá muộn. Đúng vậy, quốc phu phải tìm cách chuộc lỗi. Tớ xin lỗi vì đã tới trễ. Đám cưới vàng. Hai ngày nữa là đến đám cưới vàng của bố mẹ đó anh. Đám cưới vàng ư? Con muốn giúp bố mẹ. Hooray! Hooray! Ah!
Wow, Goofu đã dùng giấy màu vàng và dán lên tất cả những chiếc ghế trong buổi tiệc. Ừ? Tại sao con lại làm thế? Thì là đám cưới vàng mà bố. Wow, rất sáng tạo đó nha. Yay, hooray! Sao khi nhìn thấy mọi người mặc trang phục đầy màu sắc, Vũ Phu lại hốt hoảng vậy? Con đang làm gì thế hả? Nay là đám cưới vàng của ông bà mà mẹ, nên con tưởng mọi thứ phải màu vàng chứ à? Không đâu Cú Phu, đám cưới vàng là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà đó cháu. Ồ, thì ra là thế. Các bạn nhớ định nghĩa của đám cưới vàng chưa nào? Cảm ơn cháu, bà rất thích những trang trí màu vàng này. Trông kìa, buổi lễ kỷ niệm đang chuẩn bị được diễn ra. Ôi, chuyện gì vậy? Buổi lễ kỷ niệm đặc biệt. Sáng rồi cả rồi. Vũ Phu ơi, lấy giúp mẹ ít kéo dán nhé con. Vũ Phu, lấy kéo dán cho mẹ đi con. Không tập trung của Vũ Phu mà hậu quả thật nghiêm trọng. Nhà mình phải hủy buổi tiệc mất rồi. Tất cả là lỗi của con. Các bạn đoán xem, kế hoạch của bố con nhà sói có khiến cho sói mẹ bất ngờ không đây? Cũng tặng mẹ một buổi lễ kỷ niệm đặc biệt nhất thôi à! Ôi, có vẻ như Quốc Phủ đã làm phiền đến những bệnh nhân khác rồi. Mẹ đang tới rồi bố ơi. Các bạn hãy nhớ, bệnh viện không phải là nơi tùy ý làm ồn ào như vậy đâu nha. Mẹ sắp vào đây. Bố ơi bố.
Lễ kỷ niệm năm đó không suôn sẻ, nhưng mẹ đã nhận được món quà vô cùng đặc biệt từ quốc phu đấy. Tuy rắc rối, nhưng chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ, phải không nào? Bố sói đang đi cả kheo ư? Cả mẹ sói và quốc phu nữa sao? Gia đình bình thường với gia đình cà kheo. Buổi diễn trực tiếp của mẹ Bufo sắp tới rồi. Cả nhà ta cùng đi xem với nhau thôi nào. Ơ kìa, sao quốc phu lại thở dài chán nản vậy? Thì ra trong buổi diễn trước đó của mẹ Bufo, Bufo và bố không xem được gì cả. Wow, tuyệt quá. Wow, các bạn thấy ý tưởng này của Bufo có được không? Cảm ơn Bufo. Giúp đỡ. Quốc phu nghĩ rằng việc đi cà kheo có thể giúp đỡ mọi người. Chúng ta cùng xem thực tế sẽ như thế nào đây. Đi bằng cà kheo khó quá đi à? Để tôi hướng dẫn cho. Hy vọng với kỹ năng sử dụng cà kheo mới học, quốc phu và bố mẹ sẽ xem buổi diễn thật vui. Các cậu đừng lừa chúng tớ chứ. Bufo đã đồng ý đánh trống trong buổi biểu diễn. Chúng mình nên đón cậu ấy đi. Wow, ai ai cũng đều rất mong chờ buổi biểu diễn hôm nay. Trái, dưới, trên, phải, trên và dưới. Ôi không, các chữ bị nhòe hết cả rồi. Bufo! Tại sao lại có hai Bufo? Ai mới thật sự là Bufo đây? Chúng ta xin lỗi, chúng ta không cố ý lừa mọi người đâu. Đã có chuyện gì xảy ra mà Bufo phải nhờ robot đánh trống thay vậy? Bufo! Được rồi, nhưng lần sau các cậu cứ nói sự thật nha, chúng ta sẽ thông cảm mà. Yuri, em giúp anh đi.
Giờ cậu ấy có thể tự tin biểu diễn rồi. Các bạn ơi, đừng bao giờ nói dối nha. Không! Đợi em à! Đợi em à! Sao cậu trông mệt mỏi thế? Tớ đã thức cả đêm qua để chơi điện tử. Ôi trời, thì ra là như vậy. Thế cậu có đi dã ngoại về lớp được không đấy? Ôi, Vũ Phù vẫn cho rằng đây chỉ là một chuyện bình thường. Giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc thi chạy. Các cậu thua chắc rồi. Tôi sẽ thắng cho cậu xem. Chà chà, Vũ Phù định làm gì đây? Vũ Phù định chơi gian lận ư? Vũ Phù nên đưa robot về thôi. Về thôi nào các em. Ôi không, Vũ Phù đâu mất rồi? Em đã có thể bị lỗ xe đấy. Bác ơi, đợi cháu à. Em nên ngủ đủ giấc để không bị buồn ngủ và có trí nhớ tốt. Máy băng truyền em bé. Chiếc máy băng truyền này trông thật kỳ lạ. Có thể biến quả táo thành một chất liệu khác. Wow, thật là kỳ diệu quá đi. Có búp bê vàng chưa cơ?
Ôi trời ơi, Jenny đã leo lên chiếc máy băng chuyền rồi. Dừng lại. Ôi không, Woofoo và các bạn vẫn chưa hề biết gì. Lần sau, các con nhớ không được tự ý sử dụng đồ của người khác, nhớ chưa nào? Con xin lỗi ạ. Lucy, em lại muộn nữa rồi. Lucy, đi xuống ăn sáng nào. Mọi người đang đợi em đây. Ôi, Lucy nên dậy ngay mới phải. Lucy, dậy mau, dậy mau. Tớ đi thay đồ đã nhé, Nancy. Ôi trời, Lucy mất tận 2 tiếng để thay đồ ư? Lucy! Nancy đợi em lâu quá, nên đi trước rồi. Bởi vì em đã không biết mặc gì ạ. Em quay vào ô nào thì mặc trang phục của ô đó. Như này em sẽ chọn đồ nhanh hơn đấy. Chà, Woofoo thật là sáng tạo. Nhưng để xem cách này của Woofoo có thực sự giúp Lucy chọn đồ nhanh hơn không đây. Chúa, người được mời tới dự tiệc của hoàng tử lúc 8 giờ tối mai ạ. Được. Lucy chỉ còn nửa giờ nữa thôi. Dừng lại. Hai con, phải nhớ đúng giờ đấy nhé. Vâng.
em còn nhỏ quá. Lucy nảy ra ý tưởng gì vậy nhỉ? Em sẽ khiến anh đổi ý. Lucy! Đó là chiếc điều khiển tuổi nhé Lucy. Vâng ạ. Nào chúng ta cùng xem, Lucy sẽ sử dụng chiếc điều khiển từ xa của alien để làm gì đây? Nếu em lớn hơn anh chị, anh phải chơi cùng với em. Ôi trời, Goofy và bạn của mình đều đã trở thành em bé rồi. Từ giờ, anh chị phải làm theo em nói. Wow! Ba bạn nhỏ đã có thể thoát khỏi chiếc lồng của Lucy. Tiến sĩ mèo sẽ hoạt động như thế nào đây? Wow! Thì ra đó là một chiếc máy bán phục trang tự động. Trời, hy vọng là chiếc máy không bị làm sao. Ôi không. Cậu thử bộ khác xem. Ôi nhìn kìa, tất cả các bạn đều đã có trang phục hoàn hảo, riêng chỉ còn mỗi mình Goofy là chưa có. Oh!
nghĩ ra ý tưởng gì vậy ta? Chà, tất cả các bạn đều đang hóa trang theo kiểu của Vũ Vũ. Các cậu là tuyệt nhất. Sang đường cùng em bé Lucy. Mẹ ơi, nhanh lên ạ. Nhanh lên ạ. Ôi không. Chúng ta sẽ muộn mất ạ. Mẹ ơi. Hả? Vì quá nóng lòng về nhà nên Vũ Phù đã tự ý đẩy xe nôi cùng Lucy đi trước. Mình còn thời gian mà mẹ. Chúng ta đợi đèn xanh tiếp theo thôi. Ồ, Vũ Phù có vẻ thích qua đường trong sự gấp gáp hơn. Làm vậy rất nguy hiểm. Ôi trời, em bé Lucy có thể bị văng ra khỏi xe nôi. Xe đẩy của Lucy rất nặng. Ta nên đợi nếu còn ít thời gian. Mẹ sẽ mua kem cho con trên đường về nhé, Vũ Phù. Đứng lại. Vũ Phù, hãy chăm em cẩn thận. Chào mọi người. Ơ kìa, Vũ Phù và Lucy đang trông em Jenny mà. Trời ơi, Jenny đâu rồi? Ôi không. Có khi nào Jenny đã bị con cò cắp đi không nhỉ? Hay là đã bị trộm tê giác bắt cóc rồi? Ôi không, chúng ta phải báo cảnh sát ngay thôi. Em lại bỏ đi linh tinh, làm anh chị phải đi tìm mãi đến Jenny. Các con, đừng trách em nữa, Vũ Phù. Ngày xưa các con cũng y như thế mà. Giờ hãy cùng ôn lại kỷ niệm xưa nào các bạn. Wow, cả ba em bé đều bị thu hút bởi lối đi dẫn đến căn phòng bí mật.
bên kia. Nhanh lên. Các con ơi, các con đâu rồi? Liệu rằng ba ông bố có tìm thấy các bạn nhỏ không đây? Ah! Wow! Sẽ là rất nguy hiểm nếu như em bé bò đi lung tung các con à. Lúc nãy Jenny còn suýt bị ngã đấy. Ôi không! Ta-da! Người lạ Minecraft. Sau đây là tin khẩn cấp. Tên trộm thế giác đã vượt ngục thành công. Mọi người hãy cẩn thận vì hắn rất thường giả trang để rồi bắt cóc trẻ em. Đừng nghe theo lời người lạ. Không được. Xin nhắc lại, đừng nghe lời và đi theo người lạ. Ôi, bố sói định làm gì vậy? Chào cháu. Chào bác ạ. Ta vừa thoát khỏi nhà tù Minecraft. Ta ở đây được không? Được chứ ạ. Trời, vì mải chơi điện tử nên Cúc Phú đã không nghe được bác Châu dặn gì rồi. À, thì ra đây chính là bố sói giả trang. Nhưng rốt cuộc thì bố sói muốn làm gì đây ta? Ôi không! Run lên! Run lên! Run lên! Tôi chỉ muốn dạy cháu nó một bài học thôi. Này Gufu, con đã nghe lời của người lạ và còn đi theo nữa. Người lạ rất có thể là người xấu đấy, nên cháu đừng đi theo họ. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Con cảm ơn bố. Cha, lọ lem Lucy sẽ mang câu chuyện gì đến ngày hôm nay đây? Lọ lem bốc mùi. Hả? Lucy ơi, đi tắm thôi nào. Vâng ạ. Ôi trời, Lucy có định đi tắm hay không vậy? Yeah!
Lucy vẫn chẳng đi tắm. Các bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ? Mùi gì thế nhỉ? Nàng hôi quá. Nàng bao lâu chưa tắm đây? Nhà ngươi sẽ được đi dự tiệc, nhưng phải dọn nhà sạch sẽ đây nha. Các bạn thấy đó, không ai có thể chịu được mùi cơ thể của lọ lem Lucy cả. Mình không thể đến bữa tiệc với bộ dạng này được. Để ta giúp con nha. Chờ đã, đứng lại. Nếu không tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, ngoài cơ thể bốc mùi, những bệnh về da cũng sẽ xuất hiện như thế này đấy. Nhanh nào, thử dậy cho ta mau lên. Lần sau, em đừng lười, hãy tắm rửa sạch sẽ là được. Dạ vâng ạ. Cơ thể Piggy có mùi gì thế nhỉ? Piggy bốc mùi. Chưa tắm đúng không, Piggy? Hả? Con yêu, đi tắm thôi nào, nghịch bận quá. Ôi trời, hóa ra đây chính là nguyên nhân là Piggy có mùi đến thế. Các bạn có biết lý do tại sao mà Piggy lại ngứa khắp người vậy không? Như thế này, bọn mình chẳng chơi với nhau được. Phải giúp Piggy sạch hơn. Các cậu làm gì tới đây? Hành động. Liệu ý tưởng của Quốc Phu có thành công không đây? Ah!
kế hoạch giúp Vicky, giờ đã thành trò đùa nghịch ngợm mất rồi. Các em không nên bắt ép Vicky tắm theo cách này nhé. Tắm rửa không chỉ để thơm tho mà nó còn giúp em loại bỏ được vi khuẩn nữa. Chà, vậy theo các bạn, nếu không tắm rửa sạch sẽ, hậu quả sẽ là gì? Vâng ạ. Nhờ bọn tớ mà trông cậu sạch sẽ hơn đó. Chiếc mũi mới của Lucy. Ôi, tại sao Lucy lại bị sổ mũi thế kia? Các con, đến ăn bánh ngọt nào. Chắc cháu bị cảm lạnh rồi đấy Lucy. Ôi không. Nắng quá à. Tại sao họ không bị sổ mũi à? Cháu muốn đổi mũi để không cần phải uống thuốc nữa ạ. Chiếc máy này có thể cho cháu bất kỳ chiếc mũi nào cháu muốn. Tuyệt ạ. Bây giờ thì em không cần sợ bị sổ mũi nữa rồi ạ. Chà, việc đổi mũi thật sự có thể làm được vậy ư? Mũi của cháu vẫn tắc quá ạ. Muốn thử cái khác không, Lucy? Chúng ta cùng tiếp tục xem nào. Cháu chọn chiếc mũi này ạ. Ổn hơn tí nào không? Có ạ. Ôi trời, Lucy vẫn bị sổ mũi như thường. Mũi nào cũng thế cả anh ơi. Đổi mũi không giúp cháu khỏi cúm đâu. Cháu phải uống thuốc vào. Cố lên Lucy. Giỏi lắm, rồi em sẽ khỏi thôi. Các con, xem đồ chơi mới của tớ này. Em bé người máy khổng lồ. Tớ có cái ý này còn hay hơn cơ. Giờ tớ là người máy này. Trong này, bảo bối của Alien đã giúp biến tất cả mọi người thành Minecraft. Danny là một đồ chơi của tớ. Cậu sửa lại trả tớ đi. Ai bảo cậu cứ vứt đồ chơi lung tung cơ. Oh.
hẳn sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Và bây giờ, vì Gúp Phu trông em không cẩn thận, nên Jenny đã biến thành em bé Minecraft khổng lồ. Không ổn rồi, dâu của Alien cũng đã bị biến thành Minecraft. Pando sẽ làm gì để câu giờ giúp Alien có thêm thời gian sửa chữa bảo bối? Lần sau, tớ sẽ trông chừng Jenny cẩn thận hơn mới được.